Nho siêu, hôm nay mình sẽ đi được tới bài 9 rồi ha. Mình đã hoàn thành xong cái bảng chữ cái, mình sẽ bắt đầu vô học từ vựng. Những cái từ vựng này á thì nó sẽ giúp cho các bạn học ở phần sơ cấp rất là nhiều, nên là mình nhớ học thuộc nó nha. Những từ vựng này rất là cơ bản. Rồi mình sẽ đi vô phần từ vựng đầu tiên là kim kim chi. Đến bài này thì bắt buộc các bạn đã phải nhìn chữ đọc được rồi. Còn bạn nào mà nhìn chữ mà đọc mà vẫn chưa đọc chạy á thì về nhà luyện thêm bảng chữ cái nhớ nha, chứ không phải là các bạn khi sau khi học xong qua bảng chữ cái rồi cái mình bỏ luôn. Mình sẽ ôn đi ôn lại đến khi nào mà mình nhìn chữ mình đọc được liền rồi, và khi mà mình nhìn chữ mình đánh vần được. Các bạn nhớ cho cô nha, kim chi có nghĩa là kim chi, đây là món muối, một món cải muối ha. Được, khi mà mọi người biết tới cái món này á thì đa số là mọi người nghĩ đến cải thảo, kim chi cải thảo, nhưng mà không phải ha. Kim chi nó có rất là nhiều loại, nó có hơn 100 loại kim chi, từ cải thảo là đặc trưng rồi, do có kim chi trắng, kim chi trắng có nghĩa là kim chi không có vỏ ớt, rồi kim chi cải thảo, kim chi củ cải, của cải trắng rồi đó, rồi kim chi dưa leo, rồi kim chi hành, kim chi đầu cải, có rất nhiều loại kim chi như thế, nên là chứ không phải là kim chi là cứ nghĩ là kim chi cải thảo thôi ha, mỗi cái nó có một loại khác nhau. Rồi tiếp tục cái thứ hai chính là mu cung hoa. Mu cung hoa này chính là quốc hoa của Hàn Quốc. Mu cung hoa này nếu mà dịch sang tiếng Việt thì nó sẽ giống với một loại là hoa bông bụt, hoa dâm bụt của Việt Nam mình á, nhưng mà giống loài nó khác thì người ta gọi là này là hoa dâm bụt kép. Hoặc là hoa hoa dâm bụt hồng cận ha, bụt hồng cận. Đấy, nó đây là quốc hoa của Hàn Quốc. Nó sẽ hơi khác hoa dâm bụt của Việt Nam mình một tí. Theo cô được biết thì hoa dâm bụt của Việt Nam mình là giống của hoa dâm bụt Hawaii, nó màu đỏ và nó nở to, còn cái này nó sẽ bút hơn, nó sẽ nở nhỏ hơn ha, nhưng mà thấy bông nào nó cũng đẹp như nhau hết. Đây là quốc hoa của Hàn Quốc, còn kim chi này là món ăn gọi là món ăn kèm đại diện của Hàn Quốc. Nhắc tới Hàn Quốc người ta sẽ nhớ tới kim chi ha, giống như nhắc tới Hàn Quốc người ta sẽ nhớ đến hoa mu cung hoa, còn nhắc tới Việt Nam người ta sẽ nhắc tới hoa sen. Các bạn sẽ nhớ vậy ha, nhắc tới Việt Nam người ta sẽ nhắc đến phở, thì nhắc tới Hàn Quốc người ta sẽ nhắc tới kim chi, nó có những cái đặc trưng như thế. Tiếp tục Seoul. Seoul là địa danh đúng chưa, tên địa danh của Seoul nên là Seoul, vì người Việt mình hay gọi là Seoul đấy. Bạn có thể gọi tiếng Hàn là Seoul hoặc là tiếng Việt là Seoul, nhưng khi phát âm tiếng Hàn thì bắt buộc là phải là Seoul, còn tiếng Việt thì bạn có thể gọi là Seoul hoặc là Seoul đều được hết, vì tiếng Việt cô vẫn gọi nó là Seoul. Vì người Việt mình gọi như thế à. Rồi tiếp tục Taekwondo. Taekwondo là một môn võ của Hàn Quốc rất là nổi ha, bạn nào có học võ này thì cũng biết rất là nổi. Ở các trường đại học người ta còn có thêm một cái bộ môn có nghĩa là múa võ taekwondo, không phải là mình tập võ mà mình sẽ múa theo những đường nét võ thôi, tạo thành theo nhạc thành một cái bài biểu diễn. Rồi tiếp tục Thái cực kỳ. Thái cực kỳ có nghĩa là cờ thái cực, giống như Việt Nam mình á là cờ đỏ sao vàng á, thì bên đây người ta gọi là cờ thái cực, cờ của vị Hàn Quốc ha. Rồi tiếp tục Hanh Kang. Hanh Kang là một con sông gọi là sông Hàn, chữ Hanh như là Hàn, Kang nó là sông ha, Hanh Kang là sông Hàn. Đây là con sông rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc, và con sông này nó có một cái được gọi là kỳ tích sông Hàn, từ mà thời của Hàn Quốc vào năm 1980 mấy. Nên nó có được gọi là kỳ tích sông Hàn, 20 năm kỳ tích sông Hàn, từ năm 60 cho đến năm 80 mấy. Thì các bạn sẽ thấy tại sao người ta gọi là kỳ tích sông Hàn. Thứ nhất là xây một cái cầu bắc qua con sông Hàn vào năm thời xưa đó, năm 60 mấy, đó là một cái kỳ tích rồi. Cái thứ hai á là nền kinh tế
của Seoul nằm ở con sông Hàn này, nên là người ta gọi là nền kinh tế phát triển vượt bậc, nên người ta gọi là kỳ tích sông Hàn. Nó xảy ra, nó phát triển giống như một kỳ tích. Đến năm 1988, Hàn Quốc được tổ chức Thế vận hội, thì đó là một sự đánh dấu rất là để cho thế giới nể phục. Bạn để ý, nên là khi mà nhắc tới Hàn Quốc là người ta sẽ nhớ đến cái vấn đề là kỳ tích sông Hàn này vực dậy một nền kinh tế rất là nhanh chóng trong vòng 20 năm. Rồi, tiếp tục. Hangul. Hangul là bộ chữ mình đang học, là bộ chữ Hangul. Bộ chữ Hangul. Bộ chữ này là chính là bộ chữ tiếng Hàn đấy. Gọi là nếu mà bảng chữ cái của tiếng Việt mình gọi là ABC thì mình gọi là bảng chữ cái, còn bên tiếng Hàn người ta sẽ gọi là Hangul. Hangul này chính là bộ chữ Hangul, hoặc là bạn dịch đơn giản là ký tự tiếng Hàn. Đây là những cái đặc trưng của Hàn Quốc ha. Rồi tiếp tục một cái nữa là hanbok. Hanbok, áo hanbok ha, áo truyền thống hanbok. Giống như Việt Nam, nhắc tới Việt Nam mình sẽ nhắc tới áo dài, thì nhắc tới Hàn Quốc người ta sẽ nhắc tới hanbok. Một bộ hanbok đẹp, mặc rất là cầu kỳ, rất là đẹp ha. Còn khi mà qua các bạn, giả sử như là bạn nào mà ở Việt Nam mình mà chụp hà với hanbok đồ này kia đó, bạn sẽ thấy bộ hanbok nó mỏng, nó có một vài lớp thôi. Nhưng thực chất đó, cái bộ hanbok đó nó không phải là một bộ đẹp giống như bên Hàn đó bạn. Đây là kiểu như người ta nhái lại làm cho nó đơn giản để các bạn khoác lên chụp hình thôi, chứ thực chất ở một bộ hanbok đẹp nó rất là nhiều lớp, và khi mặc lên nó rất là phồng và nó tôn lên cái vẻ dáng của người mặc rất là đẹp ha. Mà bộ hanbok này nếu mà đúng mà gọi là chất lượng mà đẹp á, đẹp vừa thôi nha, chứ không phải là chất lượng vượt bậc nha, thì cũng vài triệu rồi, hay nên mắc như áo cưới rồi đó. Còn nếu mà một bộ mà để gọi là hoàng thân, kiểu như quý tộc ngày xưa mặc á, thì nó rất là mắc, tại vì nó sẽ làm được từ những cái vải lụa cao cấp luôn. Nên là bây giờ thì thấy là ở Việt Nam mình cũng có như vài nơi bán một cái áo lên đến vài triệu, thì có thấy cái đó là giá đúng, tại vì mang bộ hanbok này nó rất là kỳ công. Có những bộ phim về Hàn Quốc nói đến bộ hanbok này rồi, bạn có thể tìm xem nha. Rồi bây giờ mình sẽ đọc bài. Đây là từ vựng thứ nhất, là các bạn sẽ đi về trang 62, từ vựng về các đặc trưng của Hàn Quốc. Đọc bài nha. Kim chi. Kim chi. Kim chi. Mu cung hoa. Mu cung hoa. Mu cung hoa. Seoul. 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 Theo con tô. Theo con tô. Theo con tô. Theo cực kỳ. Theo cực kỳ. Theo cực kỳ. Han càng. Han càng. Han càng. Han cười. Han cười. Han cười. Han bút. Han bút. Han bút. Rồi các bạn để ý cho cô nè, cái chữ sông Hàn này nha, chữ ni bắt chim. Bắt chim ni ân mà gặp liền kề là bắt chim ki gió, thì cái chữ ni ân này mình sẽ đọc thành yên, nên đọc là hang càng, hang càng, hang càng, nhớ nha. Tại vì nếu mà mình đọc chữ hang càng thì nó sẽ khó đọc hơn, mà đọc chữ hang càng thì nó dễ đọc hơn. Và khi các bạn nghe file hoặc này kia thì người ta cũng sẽ phát âm là hang càng, và sau này các bạn thấy các bạn cũng sẽ biến âm như thế. Cứ bắt chim ni ân mà đi liền kề là phụ âm ki gió, thì như này mình sẽ đọc thành chữ y ân cho nó dễ. Đọc lại một lần nữa nha. Kim chi. Kim chi. Kim chi. Ngô cung hoa. Ngô cung hoa. Ngô cung hoa. Seoul. 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 Theo con tô. Theo con tô. Theo con tô. Theo cực kỳ. Theo cực kỳ. Theo cực kỳ. Hăng càng. Hăng càng. Hăng càng. Hăng cười. Hăng cười.
Hangul, Hanbok, Hanbok, Hanbok. Lại một lần nữa. Kim chi, kim chi, kim chi. Mu cung hoa, mu cung hoa, mu cung hoa. Seoul, Seoul, Seoul. Taekwondo, Taekwondo, Taekwondo. Taekwondo, Taekwondo, Taekwondo. Hangang, Hangang, Hangang. Hangul, Hangul, Hangul. Hanbok, Hanbok, Hanbok. Tại sao khi tới trong này, khi mà cô đọc từ vựng chắc các bạn cũng không giải thích nữa là lưỡi và rồi môi miệng như động như thế nào, thì cô đã giải thích rất là kỹ trong bảng chữ cái, nên bạn nào mà bị quên cái âm nào phải phát âm như thế nào á, hoặc là bắt chim phải phát âm ra sao, thì các bạn trở về bảng chữ cái học lại nha. Những cái gì mà cô đã dạy qua, dạy rất là chi tiết thì cô sẽ không nói lại ở bài khác đâu, tại vì kiến thức của các bạn cần phải được nâng cấp lên. Các bạn học qua rồi thì các bạn phải nhớ, các bạn không nhớ thì các bạn có thể học lại. Vì bài giảng này các bạn mua một lần các bạn học được hoài luôn, chứ nó không có giới hạn là bạn học bao nhiêu lần hết. Nên cứ yên tâm về vấn đề này ha. Còn bạn học ở đâu bạn không hiểu thì bạn phải hỏi. Còn bạn không hỏi thì bạn không trách được ai hết. Sẽ trách bản thân mình nè. Rồi bây giờ mình sẽ nghe file. À, nghe file của người ta đọc như thế nào nha. File này cô đều gửi cho các bạn nên về nhà các bạn cố gắng mở nghe cho cô nha.국어 단어 배우기 1. 기초 어휘 1. 한국의 상징. 다음 단어를 듣고 따라하십시오. 김치, 무궁화, 서울. 태권도, 태극기, 한강, 한글, 한복. Các bạn về nhà cố gắng mở file nghe lên, nghe nhiều lên, đừng có lười nha. Mình sẽ qua từ vựng thứ hai, trang 63, các địa điểm, để các địa điểm nha. Rồi, địa điểm đầu tiên, Pekhwajom, trung tâm thương mại. Các bạn cũng nhớ lấy vở, lấy viết ra ghi ha, nhìn sách, nhìn viết ra ghi lại. Rồi tiếp, không quên, bệnh viện. Tiếp, xích tăng. Mỗi lần cô đọc là phải đọc theo nha. Nhà hàng. Muốn nói được là phải đọc to lên. Dông hoa quan. Rạp chiếu phim. Rồi, tiếp tục. Học trường học. Hê xa. Công ty. Phòng trai sở. Phòng trai sở. Sở cảnh sát. Có một điều thú vị ở đây. Khi các bạn đọc báo Hàn Quốc tại Việt Nam giống như là Xin chào Việt Nam hoặc là Sài Gòn năm 1975
À, đây là những cái tựa đề về báo ha, về báo giấy cũng như báo viết ở trên mạng bạn có thể tìm. À, những cái ấn phẩm báo này bạn có thể tới ngân hàng á, mấy cái ngân hàng Hàn Quốc á, hoặc là mấy cái nhà Hàn Quốc á, nó phát miễn phí, bạn có thể lấy về đọc thử. À, và cô thấy người ta gọi trong cái bài báo người ta viết á, thì người ta gọi công an, trong tiếng tiếng Việt của mình gọi là công an á, thì người ta gọi trong tiếng Hàn là công an. Đấy. Cái này là không biết là người ta phiên âm theo tiếng Việt hay là như thế nào, nhưng mà cô thấy giống lắm. Và người ta có phiên âm qua như vậy nha, người ta ghi chữ công an xong người ta sẽ ghi, người ta ghi mở ngoặc ra như thế này. Đấy, nên là đọc báo thì nhớ thấy chữ này thì nó chữ nào, công an, đó là công an của Việt Nam mình đó. Các bạn có thể để ý ha, đọc báo đi, mấy bạn xin đọc báo lên, kệ đọc biết chữ nào thì biết. Có nhiều cái hay trong đó là ha, nắm bắt được nhiều từ vựng mà các bạn có thể sử dụng trong đời sống lắm. Rồi, nên là khi mà nói chuyện với sếp của cô mà ông nói là không ăn thì sốt, không ăn mặt cho, không ăn thì hiểu. Để bắt đầu là cô sẽ biết là ổng là đang nói là công an, thì mấy ổng cũng sẽ nói như thế. Nó có thể đây là từ tiếng Hán, cũng có thể đây là một từ người ta phiên âm từ tiếng Việt qua trên báo ha. Có những cái hay như thế này. Rồi tiếp, cung hăng này, nhớ ha, cái kia là cung an, cái này là cung hăng. Cung hăng là sân bay. Rồi tiếp tục, thê sao quan là đại sứ quán. Sô băng so phòng chống cháy chữa cháy, phòng cháy chữa cháy ha, trung tâm phòng chống cháy chữa cháy là chỗ BCCC đó, BCCC các bạn chữ C như vậy. Rồi tiếp tục, bạn thấy chữ có chữ so là sẽ là một cái phòng hoặc một cái sở nào đó. Uche quốc là bưu điện. Ân hèn là ngân hàng. Đấy, từ vựng tới chỗ địa điểm của mình là tới đây. Rồi, ở trong tiếng Hàn nó có rất là nhiều chữ tiếng Hán, nên là khi các bạn học các bạn sẽ để ý cho cô ha. À, giống như cái bách khoa chom này cũng là tiếng Hán đó, nhưng mà cô sẽ dạy nó trong một cái khóa riêng. À, có thể là sau khi các bạn học xong cô sẽ gửi cho các bạn đó, cái đó nó sẽ nằm không có nằm trong cái chương trình học của mình, nhưng mà cô sẽ làm rồi cô gửi riêng cho các bạn để cho các bạn có thể học thêm. Khi các bạn nắm về cái tiếng Hán á, giống như là quốc chê quốc tế, thì các bạn sẽ rất là dễ dễ học đó. Giống như là kha trong là gia đình, kha trong là giả định, cũng là một tiếng thôi, nhưng mà nó cũng sẽ giống, nó bạn nghe từ tiếng Hàn với tiếng Việt nó khá là giống nhau, nên là các bạn sẽ học được rất là nhiều thứ, kể cả tiếng Việt lẫn tiếng Hàn. Là cuối khóa thì cô sẽ gửi cho bạn cái khóa đó ha, giống như là cho các bạn khi nào các bạn xin học ấy, bạn nào học tới cuối thì gửi. Rồi không, mình đọc bài. Rồi bạn thấy cho cô ở đây nè, có một cái biến âm nè, khi gió mà gặp hi ích thì hi ích sẽ biến thành thì khi ích. Nhớ cái chỗ mà hồi trước mà bạn chưa cái cô dạy chưa, bắt chim khi gió đúng chưa, bắt chim khi gió mà gặp với hi ích hoặc là ngược lại á, thì sẽ phát âm là thằng khi ích, nhớ ha. Nhắc như vậy mà học cũng được là cô đánh cho đấy. Rồi đọc bài. Nên là người ta không, mình sẽ không phát âm là bách khoa cho, mà mình sẽ đọc bách khoa, 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 phép khoa chom, phép khoa chom, phép khoa chom. Tiếp, Pyeongwon. Pyeong này là bạn sẽ đứng môi lên nhớ ha. Những cái chữ mà nó đặc trưng như thế này cô sẽ nhắc đi nhắc lại rất là nhiều. Pyeongwon. Và cái chữ won này nó cũng đứng môi luôn và đầu lưỡi. Pyeongwon. 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 Xích tăng. Xích tăng. Xích tăng. Dông hoa quan. Dông hoa quan. Dông hoa quan.
학교, 학교, 학교. Nhớ âm ô, âm vô, um, du là đưa môi ra ngoài nhé. 회사, 회사, 회사. 경찰서. Cái chỗ này có chữ âm riêng này nên nó khó mà bạn ngân ra một tí. 경찰서. Thay vì bạn đọc nhanh, đọc liền luôn, đồng cái chữ chai đó bạn hơi ngân ra một tí xíu cho nó dài ra một tí, đọc đồng chữ so nó sẽ dễ hơn. 경찰서, 경찰서. 공항, 공항. Cái chữ cung này mình sẽ không khép môi, nhớ ha. Bắt chim hi ưng sẽ không có khép môi, mặc dù nó là đi với em ô luôn, không có khép môi. Chỉ đưa môi ra thôi, cho nó tròn môi, tạo vẫn còn giống như bạn huyết sáo ấy. Vẫn còn cái lỗ ở giữa ha. Đọc là cung hàng, cung hàng. Tiếp tục, tê sao quan, tê sao quan, tê sao quan. Sô băng sò, sô băng sò, sô băng sò. U chê cúc, u chê cúc, u chê cúc. Ân hèn, ân hèn, ân hèn. Đọc lại nhé. Phép khoa tròm, phép khoa tròm, phép khoa tròm. Hồng quân, hồng quân, hồng quân. Xích tàng, xích tàng, xích tàng. Dông hoa quan, dông hoa quan, dông hoa quan. Hắc kiều, hắc kiều, hắc kiều. Huê xa, huê xa, huê xa. Khang chai xa, khang chai xa, khang chai xa. Cung hàng, cung hàng, cung hàng. Thế xa quan, thế xa quan, thế xa quan. Sô băng xa, sô băng xa, sô băng xa. U chê cúc, u chê cúc, u chê cúc. Ân hèn, ân hèn, ân hèn. Đọc lại một lần nữa. Phép khoa tròm, phép khoa tròm, phép khoa tròm. Hồng quân, hồng quân, hồng quân. Xích tàng, xích tàng, xích tàng. Dông hoa quan, dông hoa quan, dông hoa quan. Hắc kiều, hắc kiều, hắc kiều. Huê xa, huê xa, huê xa. Khang chai xa, khang chai xa, khang chai xa. Cung hàng, cung hàng, cung hàng. Thế sao quan, thế sao quan, thế sao quan. Sô băng sò, sô băng sò, sô băng sò. U chê cúc, u chê cúc, u chê cúc. Ân hèn, ân hèn, ân hèn. Xong. Mình sẽ qua phần phải nghe, các bạn nghe cho cô nha, mở phải nghe lên. Kichu ohi i, chang so. 다음 단어를 듣고 따라 하십시오. 백화점, 병원, 식당, 영화관, 학교, 회사, 경찰서, 공항, 대사관.
소방서 우체국 은행 Mình sẽ qua phần từ vựng tiếp theo. Các bạn dở cho cô trang 64. Từ vựng về, kazok có nghĩa là từ vựng về gia đình. Gia đình. Rồi, từ đầu tiên, harabuchi. Là ông nội. Harabuchi, các bạn đây thấy nè, bắt đầu mình có luyến âm nè, ở đây chưa có đúng chưa? Ở này có chỉ có biến âm như này thôi, nãy cô nói rồi đúng chưa? Chưa có nào hết. Thì ở đây mình sẽ bắt đầu có, bạn thấy nè, bắt chim riu mà gặp nguyên âm, luyến hẳn lên. Harabuchi, ok chưa? Harabuchi. Tiếp tục. Harmony, harmony. Thì có ông nội chắc nhiên phải có bà nội. Thì tất nhiên phải có ông ngoại rồi. Quê, bà sẽ gắn chữ quê lên nào. Quê Harabuchi. Quê Harabuchi. Ông ngoại. Rồi bà ngoại cũng gắn chữ quê lên. Quê Harmony. Bà ngoại. Xong tiếp tục là Apochi. Là ba. Apochi là ba hoặc là cha bố đấy. Rồi Omoni là mẹ hoặc là má. Tiếp Na có nghĩa là tôi, nhưng mà ở chỗ trường hợp chữ tôi này các bạn sẽ để ý cho cô nè. Chữ tôi ở đây có nghĩa là na, ở đây mình sẽ dùng ngang hàng, có nghĩa là chỉ xài cho bạn bè thôi hoặc những người nhỏ tuổi hơn mình thôi. Còn khi mà mình xài thì mình nên, cô vẫn khuyên các bạn nên dùng chữ cho, cũng là tôi nhưng mà nói thấp, có nghĩa là trong tiếng Việt mình xưng là em á, con cháu rồi. Dạ em chào chị, thì khi lúc này mình xưng em đó, nghĩa là chữ cho này nè là dùng để kính ngưỡng đối phương, kính ngưỡng những người lớn tuổi hơn mình, nói chuyện kính ngưỡng họ ha, kính ngưỡng sếp của mình. Thì khi mình hạ mình xuống có nghĩa là nâng người khác lên. Còn cái na là nói ngăn hàng, nên là thường đi làm mình không nên xài, không nên sử dụng. Các bạn để ý chỗ này nhé. Trong giáo trình của mình thì chỉ có mỗi na thôi. Đây là để ý ha. Rồi tiếp. Upa. Ở đây là có luyến ngược nè. Các bạn sẽ thấy. Nhau luyến ngược còn luyến xuống. Chữ ô này không có bắt chim. Và phía sau nó là bắt chim âm căn hoặc là bắt chim đôi. Cái lộn phụ âm đôi. Đúng chưa? À, chữ ô không bắt chim và chữ bí ức chính là phụ âm căng. Thì mình sẽ liếng xuống một chữ đọc là Opa. Anh. Nhưng mà anh này dùng cho nữ gọi. Nữ gọi. Chứ con trai không được gọi. Opa. Opa. Gọi cho những trường hợp anh ruột. Và một người anh nào thân thiết như anh ruột. Hoặc là người yêu thôi. Chứ bình thường sẽ không gọi người khác là Opa nha. Gọi oppa giống như anh gọi người yêu của mình gì đó, nên là gọi mà ở ngoài anh bình thường mình sẽ không gọi, mình sẽ gọi chuyển sang gọi kiểu khác, gọi tên hay là gọi chức vụ ha. À, chứ mình sẽ không gọi oppa. Chứ Việt Nam mình là cứ ra ngoài gặp anh trai lớn tuổi là cứ anh thôi, nhưng mà bên Hàn nó không như thế. Bằng đây là khác biệt về văn hóa ha. Rồi tiếp tục, có anh thì tất nhiên sẽ có chị rồi. Oni là chị và cũng chỉ để cho nữ gọi. Con trai không được gọi, con trai gọi khác. Và chị này cũng giống như oppa vậy đó, mình sẽ gọi cho thân thiết, ruột thịt và những người thân thiết giống như chị gái của mình. Rồi ra ngoài á, là không có được gọi giống như ra ngoài đồng nghiệp này kia thì thân thiết lắm mới gọi anh đi. Còn bình thường mình sẽ gọi tên hoặc là chức vụ thôi. Nhưng mà đây là để ý cho cô. Rồi tiếp tục. Nam Thông Sen. Nam Thông Sen là em trai. Rồi, tiếp ở dưới là hân. Hân là anh. Nó giống như oppa nè, nhưng mà nam gọi. Nên bạn nào nam thì nhớ là gọi bằng kiểu này ha. Rồi, tiếp tục là Nuna.
Thì nó sẽ giống như Oni, đó là chị, nhưng cho nam gọi. Và cách xài cũng giống như Oni nha. Rồi tiếp tục, do thôn sen. Do thôn sen. Em gái. Rồi, dưới này có nam phân. Nam phân có nghĩa là chồng. Rồi tiếp tục, a nê là vợ. Chồng tất nhiên phải có vợ, đúng chưa? Rồi tiếp tục là tai. Tai là giờ con gái, nhưng không phải con gái nào cũng gọi đâu nha. Con gái này chính là giả sử như cô sinh ra một đứa con gái, thì cái người con gái của cô đó gọi là tai. Con gái nhưng mà của ba mẹ ở của ai đó, ok chưa? Thì nó sẽ có một cái gọi là bả con gái thì sẽ có con trai rồi. Con trai khi mà cô sinh ra em trai, con trai của cô á thì cô sẽ gọi là ả tư. Đấy, gọi tai ả tư là dùng để chỉ con gái hoặc là con trai của một ông bố ba mẹ nào đó, nghe bà để ý nha. Còn nếu mà con gái chung chung á thì là giọt cha, còn con trai chung chung thì gọi là làm cha nha. Các bạn để ý cho câu chỗ này nha, nhớ chứ không có nhầm lẫn, cái này là chết ạ. À, rồi mình sẽ đọc bài. Rồi cái này luyến lên ha. Harapochi, 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 Harmony, 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 Where Harapochi, Where Harapochi, Where Harapochi, Where Harmony, Where Harmony, Where Harmony, Apochi, 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 Omoni, 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 Na, 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 Cho, 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 Oppa, 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 Onni, 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 Nam Tung Sen, Nam Tung Sen. Chữ Tung này các bạn cũng không được khép môi lại, nhớ ha, giữ vẫn còn một cái lỗi giống như bạn huýt sáo vậy đó. Nam Tung Sen, Nam Tung Sen. Hân, hân này đứng môi lên, âm do đứng môi lên. Hân, hân, hân. Nuna, Nuna, Nuna. Do thun sen, do thun sen, do thun sen. Nam phân, Nam phân, Nam phân. A nè, A nè, A nè. Tài, tài, tài. A tư, A tư, A tư. Tiếp tục đọc lại. Harabuchi, Harabuchi, Harabuchi. Harmony, Harmony, Harmony. Where Harabuchi, Where Harabuchi, Where Harmony, Where Harmony, Where Harmony, Apochi, 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 Omoni, 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 Na, 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 Cho, 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 Oppa, 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 Onni, Onni, Onni. Nam thông sen, Nam thông sen, Nam thông sen. Hằng, Hằng, Hằng. Nuna, Nuna, Nuna. Do thông sen, do thông sen,
여동생, 남편, 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 아내, 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 딸, 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 아들, 아들, 아들. Rồi, mình qua nghe, nghe file nha. Kichu Ohi 3. Gajok. 다음 단어를 듣고 따라하십시오. 할아버지, 할머니, 외할아버지, 외할머니, 아버지, 어머니, 나, 오빠, 언니, 나, 남동생, 형, 누나, 나, 여동생, 남편, 아내, 아버지, 어머니, 딸, 아들. Mình sẽ qua phần từ vựng tiếp theo, trang 66. Từ vựng về môn, có nghĩa là về cơ thể của mình ha. Từ vựng đầu tiên, body, đầu tóc, đầu hoặc là tóc. Cái thầy, cái từ vựng này là mình đã học trong cái phần bảng chữ cái rồi, nhớ chưa? Rồi tiếp, ok, là vai, bờ vai của mình, cái vai của mình ha. Rồi, son, son có nghĩa là bàn tay. Tiếp, thari, chân. Hal, bàn chân. Murip, đầu gối. Với lòng cô đọc các bạn đọc theo nha. He, bụng. Hal, cánh tay. Và một là cái cổ, cổ họng của mình ha. Một là cổ. Rồi, xong, mình đọc bài nha. Mary, Mary, Mary. Ở đây bạn thấy chữ O không có bắt chim. Sau này là sang ký giót là phụ âm căng. Biến số một cái, đọc là ok, ok, ok. Son, son, nhớ âm đầu lưỡi. Nien, son, son. Thari, 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 âm đầu lưỡi. Triol, hal, hal, hal. Murup, murup, murup. Phe, phe, phe. Hal, hal, hal. Một, một, một. Và các bạn để ý các bạn thấy nè, cái chữ pal, phe, có đọc khá giống chữ phờ nhưng nó không có bật hơi, nó chỉ là chữ bị gấp nhẹ xuống, là chữ bờ chữ nhẹ xuống ha. Còn đây cô đọc rõ ràng là bật hơi ra, đúng chưa? Này là pal,
phe hơi bật hơi ra ha, khác nhau chỗ đó đó. Rồi đọc lại, mơ đi mơ đi mơ đi. Ok. Son son son. Tari tari tari. Hal hal hal. Muruk. Pe. Hai hai hai. Một. Đọc lại lần nữa. Mơ đi mơ đi. Ok. Son son. Tari tari. Hai. Muruk. Pe. Pal. Một. Em file nhé. Kichoi sa bom. 다음 단어를 듣고 따라하십시오. 머리, 어깨, 목, 팔, 손, 배, 허리, 다리, 무릎, 발. Các bạn dở qua tiếp trang tiếp theo cho cô. Trang 68, mình sẽ học từ vựng về olkul. Olkul là gương mặt. Này, từ vựng đầu tiên. Nun, nghĩa là mắt. Quy, tai, lỗ tai ấy. Tiếp tục, heo, là lưỡi. Cái lưỡi, heo. Tiếp tục, thóc là cái cằm. Íp là cái miệng. Khô, lỗ mũi. Mũi này bữa mình cũng học từ vựng có âm bật hơi đấy, có rồi ha. Rồi tiếp tục, ima. Ima là cái trán. Rồi, đọc bài. Nun. 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 Khuy. 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 Hyo. 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 Thóc. 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 Íp. 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 Khô. 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 Ima ima ima. Đọc lại. Nun nun nun. Khuy khuy khuy. Hyo hyo hyo. Thóc thóc thóc. Íp íp íp. Khô khô khô. Ima ima ima. Đọc lại nhé. Nun nun. Khuy khuy
혀, 턱, 입, 코, 이마, 이마. Nghe phải. Kicho ahi o, 얼굴. 다음 단어를 듣고 따라하십시오. 눈, 이마, 귀, 코, 입, 혀, 턱, Rồi, các bạn dở trang tiếp theo, trang 70, mình sẽ học từ vựng về vô in là thứ. Từ đầu tiên sẽ là warrior in. Thứ hai. Tiếp tục, hoa vô in. Thứ ba. Su vô in. Thứ tư. Mục kyo il. Thứ năm. Kum myo il. Thứ sáu. Tho yo il. Thứ bảy. Và i ryo il. Chủ nhật. Hong il, ngày thường, là từ thứ hai đến thứ sáu. Chu mai, cuối tuần, là thứ bảy chủ nhật. Rồi, ở đây các bạn sẽ để ý cho cô nè. Các bạn thấy từ thứ hai đến chủ nhật chưa? Nó đều có một chữ yo il, yo il, yo il. Đều có vô y hết. Nên các bạn chỉ cần nhớ những chữ đầu thôi. Các bạn gắn với chữ vô y là các bạn sẽ nhớ được cái thứ này rất là dễ. Và các bạn sẽ để ý nè. Thì trong ngũ hành bắt đầu khởi đầu được chính là nhật nguyệt. Thì chủ nhật y là chính là nhật. Y là nhật. World chính là nguyệt. Rồi. Hoa. Thì tất cả những yếu tố còn lại nó sẽ vận hành ngũ hành chính là hoa, có nghĩa là hỏa. Hoa, hỏa, giống nhau không? Chính là lửa đấy. Su, chính là thủy. Cái này nó hơi khác khác tí, tại vì tiếng Việt của nó hơi khác cả tiếng Hán. Rồi, chính là mộc, chính là mộc. Mộc chính là gì? Là cây. Cơm, chính là kim. À, kim loại rồi đó. Cơm vàng cũng là nó đó. À, thô, chính là thổ, là đất. Trong thứ ngày của Hàn Quốc các bạn, lịch của Hàn Quốc cũng sẽ in là chủ nhật là đứng đầu tuần. Còn Việt Nam mình là thứ hai đến đầu tuần, tại vì Việt Nam mình là theo phương Tây, chủ nhật nghỉ. Chủ nhật có ngày, nghĩa là theo đạo Công giáo thì là ngày Chủ nhật đó. Thì theo phương Tây đa số là chủ nhật nó sẽ không đứng đầu, mà thứ hai sẽ đứng đầu. Khởi đầu ngày mới chính là thứ hai, khởi đầu tuần mới chính là thứ hai. Nhưng của Hàn Quốc thì khởi đầu tuần mới chính là chủ nhật. Chính là từ nhật, nguyệt kết hợp với nhau với có là hỏa, thủy, mộc, kim và thổ, cuối cùng là sẽ trở về với thổ. Các bạn sẽ nhớ ha, bạn chỉ cần nhớ chữ đầu là y, quân, hoa, su, mục, cơm, thô là bạn sẽ nhớ gắn vô chữ vô y, rồi bạn nhớ thứ rất là dễ ha. Rồi, về đó là về cách mà bạn có thể ghi nhớ rất là dễ. Tiếp theo bạn nhớ cho cô bằng luyến âm. Rio luyến lên đây, luyến hẳn lên luôn ha. Rio là luyến hẳn lên luôn, không có giữ. Ở thằng này, một kyo, theo lý thuyết là liếng lên, nhưng mà thực tế thì nó có giữ. Không đọc là mô kyo, mà đọc là một kyo. Cơm cũng như thế, liếng lên, mà giữ luôn. Còn il, liếng hẳn lên luôn, idio, không có giữ. Nha, cứ đi il là liếng hẳn lên cho cô. Rồi, đọc bài.
월요일 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 화요일 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 수요일 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 목요일 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 금요일 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 토요일 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 일요일 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 평일 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 주말 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 Đọc lại 월요일 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 화요일 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 수요일 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 목요일 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 금요일 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 토요일 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 일요일 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 평일 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 주말 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 Rồi, mình nghe file nhé. 기초 어휘 6. 요일 다음 단어를 듣고 따라하십시오. 월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일 일요일 Bài mình đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ mỗi một cái trang từ vựng đều có một cái những cái ô để cho các bạn viết theo. Nhớ ha, về nhà viết, đừng có ở trong đây nó có mấy ô thôi, nhưng là mấy ô này nó không làm cho các bạn thuộc được đâu. Nên các bạn về nhà mua một cái vở ô ly hoặc là kẻ trên máy rồi ra in rồi viết cũng được. Mỗi chữ như vậy viết một ô cho cô, viết đến chừng nào các bạn thuộc, nghe theo, viết được, đọc được là mới qua. Ok chưa? Rồi mình sẽ kết thúc ở đây nha.